Ba nói làm sao? Nó phải nói ngược lại. Nói ngược là nói làm sao? Bạn nhạc nhanh thì phải muốn chậm. Nhạc chậm phải muốn nhanh. Nó ngược vậy. Ba nói ngược là sao? Ba nói ngược vậy. Anh sinh nhật con thì phải tặng cho ba. Cô tặng cho ba. Sinh nhật ba thì cô tặng cho ba, tặng cho con. Thì đúng rồi, thì sinh nhật, sinh nhật con đúng không, thì con phải tặng cho ba, là tới sinh nhật ba, ba tặng cho con. Ây da, đau quá. Chứ sao? Bụng á. Chứ sao? Giờ con lập tim cho ba, ba sống được không? Không, ba chết thì sao? Ai biểu ba nói vậy? Ba khóa cửa lại trong này. Ơi, có du côn mà còn con mà du côn rồi. Ấn ba của mình ha, du côn ha. Du côn ha.